Nuôi rế cá, một ngày cho nó ăn một bao cá như vậy. Những ai biến rế cá làm thú cưng có điều kiện cho nó ăn như vậy không ạ? Có điều kiện tạo ra thiên nhiên cho nó sống không ạ? Dạ. Đây là một khu bảo tồn nhỏ để cho nó sống. Và khi nó ra ngoài thiên nhiên là nó sẽ được tự do. À, bây giờ con người bắt hại nó ngoài tự nhiên rất là nhiều, thấy nó là muốn bắt nó rồi. Và giờ nó đi theo tiêu nên nó sẽ rất là dễ bị con người bắt hơn nữa. Mặc dù kỹ năng lẩn trốn nó hoàn thiện, bắt cá hoàn thiện. À, bắt cá chưa hoàn thiện, ăn là ăn cá chết. Để một bao như vậy, mỗi ngày ăn một bịch. Cá là đông đá. Đó, tắm với miếng cá đông đá, xong cá mềm là tự xé bao ra ăn. Tắm và chơi. Rồi phải trang bị cho nó kỹ năng xã hội, chữa bệnh cho nó. Nó sẽ bị đủ bệnh á. Như mấy con gà nuôi nó còn bị bệnh về sưng đầu, sưng mắt, cúm tùm lum hết. Vô mùa lạnh rồi, Noel sắp tới, bệnh còn nhiều hơn nữa. Gà, vịt, ngỗng, đủ thứ, đủ thứ bệnh. Không có đi theo con à. Vô đây canh ăn hết cái này coi. Nước là thay nhưng mà nó vẫn làm dơ hoài. Nước này là nước xài đỡ thôi. Thời gian chín là đã xong nữa. Môi trường sông ngồi còn tươi tốt phát triển thì nó mới phát triển được. Lông nó ăn đúng chất, lông nó lên màu nâu bóng đẹp, sạch sẽ thơm tho. Nuôi rế cá làm thú cưng, bị mù mắt, bị tiêu chảy, bị té lầu, bị bệnh dịch, bị rụng lông, bị hôi thối nhà cửa hàng xóm phiền phức. Ai muốn biến rế cá làm thú cưng là một sai lầm rất lớn. Người ta nuôi là có khoa học, ăn uống đầy đủ chất, đúng với cái thức ăn trong môi trường tự nhiên nó sống. Rế cá vuốt bé ở trong rừng ngập mặn thì nó phải ăn những đồ này. Rế cá lông mượt ở trong sông nước ngọt thì nó phải ăn những cái loài nước ngọt. Quý vị đang làm hại rái cá làm thú cưng, các bạn chỉ thấy tôi nuôi và bắt chước làm theo nhưng không biết cách nuôi. Nuôi theo ý của mình, nuôi sai khoa học, nuôi sai phương pháp. Nuôi không phải bảo tồn để làm thú cưng, câu view, giật tiếp gì đó. Biến cuộc đời của mình thành cuộc đời của cha mẹ con rái cá. Chỉ vì cái trò vui của mình giải trí, nên để mặc cho nó sống chết, tương lai nó như thế nào không quan tâm. Sai quá sai.